Yosai xin chào các bác nhé. Lâu lắm rồi mới chia sẻ cái cốt cây này. Cây này hôm nay là mới gọi là tỉa một tí, vít một số cành ra để nuôi ấy. Tầm này đi giờ đi nuôi nó mới sướng này. Đấy, ngày xưa mua về nó cũng tương đối nhưng mà cũng được phải được gần 2 năm rồi mọi người nhé. Con này cốt cây thì nó cực kỳ thụ rồi, khá to mọi người nhé, không có mini đâu. Bề cành thì bắt đầu bằng này, nó mút mới kinh này. Cái này thì mình nuôi cái chậu nó mỏng tí này, có một tẹo tẹo đất này. Đấy, có khoảng tầm thế này đất này. Bây giờ bắt đầu nó mới ấm chậu rồi. Nuôi những cái này mà nó kéo ra, gốc nó phê lắm anh ạ. Cũng không dám cắt rễ, không dám dọn, chỉ vít một số cành, vứt lá ít bên trong. Hôm qua kê ở đây thì nó ít nắng, hôm nay bắt buộc phải kê ra ngoài này. Đây là đặt cái xô bên cạnh cho các bác nhìn nhé, nó dễ. Đấy, so với cái xô đỏ này các bác nhìn nó dễ nhìn hơn này. Cấy lúc cúc già cắt giật cũng được mấy lượt rồi. Con này nếu mà khoảng tầm này giờ đi nó ấm chậu rồi, khoảng một năm nữa thôi là cũng mệt mỏi đau đầu với bạn ấy đấy. Đầu tư những cốt nuôi bắt đầu nó cũng lúc cúc hết rồi. Nói chung cây nó cứ phải ấm chậu. Ở đây là mình để nguyên những cái phần rễ đấy, mình chưa dọn này, vẫn để quấn quàng quýt hết, mình chỉ dọn một ít lá bên trong thôi. Một số cái rễ mà nó câu cành xuống để nó tắt ấy, thì mình cắt đi thôi. Nói là nuôi cây mới biết được các bạn, gần 2 năm rồi đấy. Cây này thì nó lại đẹp cả tứ diện luôn anh em nhé. Một con trực lúi thay đổi rất nhiều. Cây này thì mặt sau nó cũng đẹp, mặt trước nó cũng đẹp, mặt sau nhìn trông nó còn thụ cây hơn, nó sâu cây hơn này. Anh em ơi, vài về như này. Hẹn anh em khoảng tầm đôi năm nữa. Cái phần chân bẹ các bác này, cái phần chân bẹ bây giờ nó mới là đẹp này. Đấy, sau nó to trải đều hết này, ngày xưa anh em khấn cụt hết đây này. Bây giờ nó ra cái phần chân bẹ mới. Bên này anh vậy này. Đấy, anh em cứ bảo không có bẹ, cái này chặt thoải mái để nuôi, bắt đầu ra bẹ mới nó mới đẹp. Đấy. Bên đằng sau nó nhiều rễ đây, rễ đang nuôi cái cành này rất nhiều rễ mình chưa dọn ra rồi. Chứ nếu mà dọn ra thì cây nó sẽ nhìn nó sẽ sạch sẽ hơn luôn. Mặt bên này cũng đẹp và sâu cây này. Nay mới dọn ra khoảng 1-2 cây thôi. Cây này chỉ nuôi phát cái chốt ngọn cái xong thôi. Dòng này chỉ chơi kiểu lún phún thôi anh em ạ. Dăm năm nữa thì kiểu gì chả có đồ đi chơi đâu anh em. Đấy, mình cũng vừa mình lọc cái cốt này thì trước gần hoàn thiện mình cắt lại này. Đây đòn con này già, con này còn mỗi có quả ngọn thôi. Tay chân của nó thì nó cũng xong tương đối hết rồi. Đây có cái cây này thì vừa rồi yêu sao anh cắt ra này. À quên, chưa cắt thì dọn một tí lá bên trong để cho con lắng. Đây anh em ạ. Cây này về nhà yêu sai khoảng 1 tháng nữa là tròn 2 năm rồi. Một con trực lúi, con này cơ địa thì như khoai sọ. Cái này tạm thời là em vẫn đang chinh phục, chưa giao lưu anh em nhé. Đói đầu đói cũng phải để khoảng tầm từ đây ra đây tinh lúc cúc như khoai sọ tay, nó còn lúc cúc rồi. Cắt giật làm rất là kỹ. Phần dưới này ngày xưa cũng nó có cái tay ra đây mình cắt đi để mình lấy tay từ đây lên này. Cái vai kia mà các bác để ý ngày xưa cái vai kia, cái vai to đùng này này. Lúc em lấy về là to này rồi, lúc lấy về nó bằng tí ti bằng cái này. Con này dọn ra thì cũng đầu bẹ của nó này. Tận bẹ nó bắt đầu đóng bánh bết hết rồi. Đây là một trong những cái cây trực lúi phải nói là mà mình rất tâm huyết. Con này nó được cả bốn mặt nhé, tay chân làm lúc cúc lích kích này. Bây giờ cũng đang rất lắng, tay này sắp giật được rồi này. Những cái tay đòn mà anh em cắt giật tí một như này to cổ tay này. Chất cây đây nó còn đang rêu mọi người nhé, nó vàng óng vàng đồng bên trong kìa.
xi vàng đồng. Này nói là cái bộ dàn bông tay nhìn làm rất kỹ. Bên này của nó anh em đấy nuôi cái vai này ra nó càng ngày chỗ này nó càng đu bẹ, nó lại chảy càng đẹp này. Này nó tự đùn nu này, những cái nu này đấy, những cái lu vấu, những lu vấu này, tự đùn này. Phải đợi cắt ra từ này, tầm này là chưa được cắt nên là nhìn nó hơi khó nhìn này. Cắt cái bản này ra nhìn nó tê đòn. Đây, chia sẻ một chút rợi khá lắng này mọi người ạ, hôm nay rợi lắng quá. Cái này trước mình cắt đi mình làm lại này. Trước có tay ở đây này, tay còn gánh nó bằng như tay kia gần xong rồi, mình cắt đi mình lấy tay hai đây này. Chơi cây này cho nó được cái độ nó sẽ quý hơn đúng không? Chấp nhận hy sinh ấy. Chứ gần hoàn thiện xong rồi, nó như tay này gần hoàn thiện xong rồi. Đó là mình phải cắt đi mình làm lại lên đây. Đây tay 3 sau tay 4 lấy ngọn này. Cái này nó cũng đồng hết rồi này. Ok. Cảm ơn quý vị khán giả theo dõi và sẽ chia sẻ một chút nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.